Chào tất cả mọi người và các bạn trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 19. Hôm nay thì có một khách hàng gửi cho mình cái relay xả nước ra của cái máy giặt LG. Thì họ xem trên cái kênh Toàn Đổ Vlog 19 á, thì họ tự tháo luôn nha, khách tự tháo luôn và đưa cho mình sửa cái relay này. Thì hôm nay sẵn dịp này thì mình sẽ quay cách hướng dẫn sửa chữa và đấu điện của một rò le xả nước ra máy giặt LG cho mọi người xem nha. Clip hôm trước thì mình cũng đã sửa một rò le máy giặt LG này rồi. Thì bây giờ hôm nay thì mình sẽ sửa tiếp một cái cho mọi người tham khảo và biết cách nha. Giờ đầu tiên mình lấy tua vít, mình mở ba con ốc ra nè. Mở ra trước nha mọi người. Thì cái đây là khách hàng họ xem video mình làm á. Họ đưa tháo, tự tháo và họ đưa cho mình sửa và để họ biết cách sửa như thế nào thì mình cũng rất là tận tình quay clip này hướng dẫn. Mình tháo ba con vít ra nha mọi người, đầu đầu từ mình lấy ra nè. Nếu mà mọi người không rành thì mọi người lấy dùng cái điện thoại chụp lại hình này nha. Nha mọi người. Rồi, mọi người sẽ gỡ nắp ra nha. Gỡ ra. Nếu mà mọi người không nhớ cái nhông của nó thì mọi người dùng cái điện thoại chụp hình lại nha mọi người. Bây giờ mình gỡ từng từng cái một ra nè cho mọi người xem nè, rất đơn giản thôi, không gì khó đó. Mình cái này là mình thay không biết bao nhiêu cái, mình làm sửa không biết bao nhiêu cái rồi. Bây giờ mọi người nhìn thấy nè, cái này là nó bị tuôn ở trong này nha mọi người, nó bị gãy cái rotor quay trong này nha mọi người, trong này nè, mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Mọi người nhìn cái rotor trong nè, bằng 500 nè. Nó bị tuôn nha mọi người, nó tuôn nó không có dính nha. Đây nè, nó tuôn nó gãy nè, gãy cái gờ dưới luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người dùng cái miếng dễ sạch. Nó lau sạch sẽ cái mỡ lớp mỡ ra nha. Bắt đầu mình dán lại nha mọi người. Mọi người lau sạch cái mỡ lớp mỡ trong cái cục 500 này nha, gọi cái nhông quay nha mọi người. Rồi mọi người để vô lại. Để cho đúng khớp nha mọi người. Rồi cái này để lại tiếp. Rồi mình đẩy vào đầu, mình sẽ dùng keo 52 này dán nè. Dán lại nha mọi người. Mình dán lại cái này là cái rò le này chạy muôn năm luôn, không biết hư luôn. Cục xẻ này là muôn năm luôn á, không bao giờ hư nữa. Rồi mình chờ cho nó khô lớp keo nha mọi người. Trong thời gian mình dán keo 52 á là mình chờ nó khô cho mọi người, xong mọi người dùng cái dao nhỏ nha, cạo những cái bọt keo đi cho nó sạch sẽ, đừng để nó vướng dính nha mọi người. Cà bột keo như thế này nè. Sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sửa một cái rò le của ba dây của giặt Toshiba nữa nha. Thì có khách hàng nó gửi một cái rò le mới giặt Toshiba để mình sửa, quay clip cho mọi người nữa. Làm xong cái này thì clip tới mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sửa cái rò le xả nước của mới giặt Toshiba nha, ba dây nha. Mọi người còn cái đây thì mọi người cào sạch sẽ lớp keo đi. Rồi làm vệ sinh sạch sẽ nha mọi người. Mọi người dùng một tí mỡ nha, tí mỡ bôi nhẹ trên cái thanh 500 này nha, bôi cho nó có cái độ trơn xíu, bôi nhẹ lên cho nó có cái độ trơn, xong rồi mọi người ráp nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình ráp cho mọi người xem nè. Rồi đầu tiên mình bỏ cái này vô trước nha. Cái này vô trước nha mọi người.
Mình bỏ cái này vô trước nè, ráp cho mọi người xem nha. Thứ tự nha mọi người, nhông nào bỏ trước là bỏ trước nha, thứ tự chứ đừng đừng có sai nha. Nào trước là trước nha. Thứ tự là nhông là trước, ghép trước nha mọi người. Đúng của nó chứ đừng để nhông kia nhông ngọ là lệch nhau đó nha. Rồi, sắp khớp rồi đó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ráp thôi. Mình sẽ ráp cho nó hoàn tất lại cho nó ok. Rồi canh cái nhông này nha. Canh nhông là mọi người quay về vị trí cuối cùng luôn, ráp cho nó dễ nè. Để cho cái này là đúng cái chiều răng đó nha mọi người. Ráp làm sao á mà cho cái này nè, mình kéo cho mọi người xem nè. Đó, cái nhông nó đúng chiều khớp nha, khi nó kéo nó hết á thì nó có là cái cuối cùng của răng này. Còn đẩy vô hết á là cuối cùng của cái răng này nha mọi người. Rồi mình sẽ ra tiến hành ráp thằng này nữa xong. Rồi mọi người ráp xong nha. Cho tí mỡ vô cái nhông quay này nha mọi người. Cho trơn nè. Giúp tí mỡ bôi này nó cho nó trơn. Mọi người có làm y như mình vậy là mình, thế là mình có một relay mới hoạt động tốt bình thường, 30 năm vẫn tốt. Rồi sẽ ráp nắp lại. Rồi, bắt đầu mình ráp quặng ốc thôi. Ốc thử cho mọi người xem nha. Thử rồi thử nguội cho mọi người xem luôn. Coi rồi lên nó kéo hay không nha. Làm xong chỉ giao cho khách hàng thôi. Khách hàng thì chỉ đưa cái relay này để cho mình sửa thôi. Rồi quay clip cho mọi người hướng dẫn cho khách hàng xem thôi. Đó, mọi người làm xong cái này mọi người kéo có nhẹ chưa? Đó, mọi người thấy nhẹ chưa? Rồi bây giờ mình câu điện thử nguội nha. Rồi, mọi người sẽ dùng ba cái sóc như vậy nha. Một cặp sóc thì mọi người đấu chung một sợi. Còn một sóc á thì mọi người đấu cũng một sợi riêng nha. Tại vì mình hướng dẫn tại sao mình làm như thế này. Mình hướng dẫn mọi người nè. Trong cái relay của máy giặt Toshiba nè, nó có ba chân sóc điện vô nè. Thì chân giữa là chân chung nha, chân riêng nha mọi người. Chân giữa là nguồn vô riêng nha. Còn ở chân bên này, bên phải và bên trái là chân chung nha. Mình nói nhắc lại cho mọi người nghe nè. Ba cái sóc này thì cái này là sóc nguồn vô riêng biệt. Còn bên sóc bên trái này và sóc bên phải này và bên trái này là sóc chung nha mọi người. Thì mình sẽ gắn cho mọi người xem. Bây giờ này thì cái riêng biệt đây nè. Riêng biệt mình sẽ gắn cho chân giữa nè. Đó, chân giữa nè. Còn hai cái này chung nè, mình sẽ gắn qua hai chân hai bên. Mọi người xem thấy chưa? Đó, giống như thế đó. Mình sẽ bật điện cho mọi người xem rồi nó kéo không nha. Rồi kéo nè. Mọi người thấy kéo chưa? Tốt. Rồi mình tắt điện, mình rút ra. Mình coi mình ghi để cho nó kéo nổi không nha. Thì kéo không nổi nè. Rất mạnh. Thử lại một lần nữa cho mọi người xem. Rồi mọi người thấy nó kéo không? Rất tốt. Thì clip mình hướng dẫn cho mọi người xem mình sửa cái một cái rò le của máy giặt Kyuri này. Thì mong cho mọi người xem thấy hay thì xin hãy bấm cho mình một đăng ký, một like, chia sẻ để mình tiếp tục mình làm những clip mới hay hơn nữa. Và sắp tới mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa một cái rò le của máy giặt Toshiba bay ra cho mọi người. Thôi, clip đến đây đã kết thúc. Chào tất cả mọi người và các bạn.